Rồi nói thôi. Cảm ơn quý vị bạn bè thân thích và bạn thân đã cố tình chế sân tệ sát của tài hạ rồi chúng ta quá tiếc là sẵn ngày dỗ con cùng Diệm sẵn làm luôn, mình cũng vui vẻ uống một ly rượu nữa mà coi như ngày dỗ quá. Ok. Rồi bây giờ cái muốn sell service thì cứ việc sell cho, bây giờ tôi cũng không biết sao, bởi vì con mình tôi tôi xin lỗi tại vì nó một mình là tôi được rồi tôi lấy đi ở đây tôi rượu đâu lấy đi quá nói xong rồi giờ đang ăn rồi không có đâu. Bà xã làm rồi ăn cho bà xã dạ đó bưng ra đây thôi đúng rồi. Quá nhiều phòng luôn. Này chắc không có xin phép quá.